Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup nhận 1.000 top cần có ký hiệu là LTI. Thì chương trình iGroup này random cho 4.000 người các bạn đến từ sáng LTT. Thì để tham gia hôm nay, các bạn đi phần link mô tả dưới video mình làm start chatbot nè. Các bạn bấm chọn iGroup. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn nên group pin seller. Đập lên, chọn nên seller. Sau đó các bạn copy hashtag này và tự quyết tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Trên tài Twitter các bạn theo dõi này. Bạn like này, bạn dành bị giết được game hashtag này. Rồi sau đó bạn đập lên visit website, xem qua website của nó các bạn. Twitter, Upwood, dự án này khá là tiềm năng đấy các bạn. Đối tác của nó khá là có Canada luôn đó. Cho ba cánh cùng invite. Cái này nó không có kêu qua đăng ký gì các bạn, để mình tìm hiểu các bạn. À, có tiếng Anh này các bạn. Mà không biết ta thấy có đăng ký không các bạn. À, các bạn bấm vào cái ta, các bạn đăng ký một cái tài khoản như đây nha các bạn. Nhấp vào chụp nhận điều khoản hết đi. Đặt name, feed name. Này gì ta. Ok các bạn nhấp mà bạn là khách hàng nha các bạn. Rồi đây ghi họ và tên, các bạn ghi đại đi. Thôi bỏ luôn đi các bạn, khỏi đăng ký các bạn. Rồi follow minimum. Nó không yêu cầu thì thôi. Trên này mâm thì bạn follow nè. Rồi bạn bắt up lên nè. John Gensler nè. Tiếp tục follow Twitter và delete nè. Tiểu tơ bạn like nè. Bạn delete bị giết của nó nè bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Bạn bấm vào research. Rồi bạn lướt captcha. Game bad. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email bạn vào. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB sang mặt trên Bet20 trên chocolate của tất cả các bạn. Đây là chatbot. Tiếp tục gửi đường link mà đọc file tại Twitter. Dùng tại Twitter mình ra nè. Nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ, nhấp vào ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi lại chatbot. Sau đó mình gọi là bullying quiz nè, cái bài nào các bạn, cái bài của nó các bạn, còn mà Twitter các bạn ra nè, còn chia sẻ với cái bài nó với hashtag, kề này mình chưa có copy hashtag nè, sorry các bạn, đây mình dàn tweet hashtag lại nha các bạn, chỉ dàn như tweet lên nè, dàn hashtag vào nè, tweet lên nè, sau đó bắt đẹp lên nè, bắn nó bắt tay nhấp hồ sơ lên nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè. Chia sẻ liên kết. Rồi là chatbot nè. Sau đó nó có hỏi các bạn có issue website không. Trong mục này các bạn bấm skip bỏ qua đi các bạn. Rồi tiếp tục bấm I help Jonet nè. Tiếp tục submit đường link và profile minimum. Trên minimum cho bạn Namata nhé, bạn Namata của mình lên. Rồi nhấp ảnh cùng tao ta. Nhấp cho Namata mấy cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên minimum mình. Để cho bọt. Minimum giờ thay đổi. Đẹp. Tiếp tục cho anh kênh channel. Bấm I help your net này. Tiếp tục bấm I help your net này. Tiếp tục bấm nhập menu. Tiếp tục bấm main balance và chơi cả. Ok, mình đã nhận được 750 top cần LTI nha các bạn. Thì các bạn dễ dàng chia sẻ trong bè như thân để kiếm thêm top cần nha các bạn.
Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.